Xin chào mừng tất cả bà con và mọi người đã quay trở lại cái đài Farm anh nha. Thưa bà con và mọi người, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, giá cà phê tại Hải Sàn Cà Phê London và New York thì có quay đầu tăng nhẹ trở lại nha. Sau đây là Farm mời bà con và mọi người theo mình theo dõi giá cà phê tại Hải Sàn, giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư tại cả đường phước các tỉnh sẽ từ đây rồi đã xa bà con nha. Thưa bà con, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì có tăng nhẹ trở lại bà con nha. Dù thế thì kỳ hàng giao ngay tháng 11 tăng lên 16 đô lên 2.409 USD trên tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 1 năm 2024 tăng lên 24 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 tăng lên 30 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 năm 2024 tăng lên 31 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức khá thấp. Thưa bà con, công chiều tăng tại sàn cà phê London theo chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica tiếp tục có tăng nhẹ nhé. Giá cà phê kỳ hàng giao ngay tháng 12 tăng lên 2,90 cent lên 157,05 cent trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2024 tăng lên 2,00 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 tăng lên 1,80 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 7 năm 2024 tăng lên 1,70 cent mà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức khá cao. Sau đây là vụ hàng với bà con và mọi người theo mình theo dõi bản giá cà phê, bản giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư tại cả địa phương các tỉnh sẽ từ đây ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023. Thưa tất cả ba con, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu xã hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.